vậy chú? Hả? Hả? Anh Trộm. À! Trời ơi, cái ví tiền của tôi. Trả lại đây, trả lại đây. Sao vậy con? Có chuyện gì ở trên lớp sao? Dạ, hồi nãy con đi học về, thấy một thằng nhóc móc túi bà lão, nhưng con lại sợ mà không dám la lên cho bà lão biết. Con chỉ cần la lên là mọi người sẽ giúp mà. Con đâu có can đảm được như vậy hả mẹ? Con đừng có lo, ba sẽ giúp cho con. Đây là cái dòng can đảm, nó sẽ giúp cho con can đảm hơn đó. Chào bạn. Chào bạn. Mình là dòng can đảm, mình sẽ giúp bạn. Được rồi, cảm ơn bạn nha. Bạn nào có thể giúp cô làm được nào? Hình như mình làm bài giống vậy rồi, nhưng Linh sợ sai quá. Đúng rồi, can đảm lên, mình sẽ giúp bạn giải đúng bài này. Được rồi, mình sẽ can đảm lên. Thưa cô, em xung phong giải bài này. Ồ, bài của Đốm giải đúng rồi nè, giỏi lắm. Tên kia hôm qua lấy trộm ví bà lão kìa. Can đảm lên đớp, tụi mình mau đi gọi trước công an đi. Ừ, mình hiểu rồi. Kia kìa chú công an ơi, là tên đó đó. Được rồi, bây giờ chúng ta phải cùng hợp tác với nhau để bắt tên trộm này nha. Tụi con đi hướng bên kia đi. Nè nhóc, có phải hôm qua Vi đã trộm ví của bà lão không? Ví nào? Tôi không biết ví nào hết. Còn chối nữa hả? Đã có người thấy hết rồi. Chạy đâu cho thoát. Yeah, hay quá, tụi mình đã làm được rồi. Ba ơi, tụi con lấy lại cái ví cho bà lão rồi. Hay quá, con làm sao vậy? Tất cả là nhờ bạn Vọng này nè. Bạn giúp con làm bài tập trong lớp, rồi còn giúp con đòi lại ví tiền từ tên trộm kia nữa. Ơ, mình có làm gì đâu, bạn tự làm mà. Ủa, sao bạn nói bạn giúp mình mà? Con tự làm hết đó hả? Cái dòng chỉ khích lệ con thôi, giúp con tự tin mà làm. Mình chỉ là cái dòng bình thường thôi. Bạn có khả năng nhưng lại không tin vào bản thân mình, bởi vậy mình mới khích lệ bạn, giúp bạn can đảm tự tin làm mọi thứ bằng chính khả năng của mình đó. Ồ, hiểu rồi. Cảm ơn ba nhiều lắm. Cảm ơn bằng dòng luôn nha.